Hello tất cả mọi người, có một cái câu chuyện nó rất là buồn cười trong cái ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua các anh thấy em về cũng tương đối khá là nhiều chim. Thì khi mà em giao chim xong cho mấy anh á, thì tự nhiên có một anh trai dặn chim xong giao cho mấy anh xong rồi. Mấy anh nhắn lại: "Anh Thành ơi, em kết anh rồi." Trời ơi, anh nhắn tin lại em nghe em giật mình luôn á. Tại vì cái từ ngữ của Việt Nam mình nó rất là ngộ ha. Thí dụ như là à bà. Có cái từ ngữ Việt Nam mình nó rất là ngộ nha mọi người nha. Thí dụ như là một bạn trai, một bạn gái mà nó kết nhau nó khác. Còn thí dụ như hai người đàn ông mà tự nhiên nhắn tin là em kết anh rồi, nó khác lắm. Rồi bây giờ em review cho các anh xem. Bữa nay là có một chim họa mi ha, chim này một mùa rồi. Đó, em đang treo nó hơi xa xa do là nó hơi hơi nhảy tí xíu ha, để em zoom lại cho mấy anh ha. Chim này mẫu xòe rất là to. Đó, nhưng mà nó bị gãy hết một cái móng, nhưng mà nó còn phao nha mọi người nha. Thì giá nó 1,3 triệu đó. Chim không có tạch lỗi gì hết, chỉ có cái lỗi là coi như là nó nhảy, nó bị gãy một cái móng thôi. Rồi còn bên này là khú khú mun nha, khú mun chim này hót múa xòe đuôi rất là đẹp luôn. Thì ông anh này ở trên Nam Cái Tên đó, thì bên cái chỗ mà em hay lấy lửa, ông nhờ em bán giùm ha. Cái này mình phải nói là bán chứ không có thanh lý, tại vì chim đẹp cái thứ nhất không bị lỗi gì hết, cái thứ hai nữa chim đẹp cho nên là mình bán kiếm lời chứ không phải là thanh lý ha. Thanh lý là dạng như cứ chim lỗi thì thanh lý nửa giá mới gọi là thanh lý, còn là chim đẹp đang nuôi chơi múa đuôi xòe cánh rất là đẹp luôn đó. Khu mùn không có tạch lỗi gì hết, chơi đuôi xòe cánh hot rất là nhiều ha. Thì cái giá ở đây là 1,8 triệu nha mọi người nha. Chim này mùa 3, khu mùa 3 ha, khu mùn mùa 3 hot rất là ok luôn. Đó, do là em mới mở áo lòng ra cho nên nó hơi nhạy nhạy, chứ ngày hôm qua ông gửi cho em một cái clip nó hót rất là đã luôn mọi người, chơi xòe đuôi rất là đã luôn ha, không có tạch lỗi gì hết đó. Chim mùa 3 móng mắt mỏ tay chân đều rất là ok ha. Rồi đó, giá thì báo xong rồi ha, bây giờ tới review than non nè. Bữa nay review chim non nè, chim non bữa nay nhiều lắm đó. Các anh nghe có gà con trong này nó kêu nữa nè. Rồi rồi bữa nay là có 3 tổ. Đây, đây chim vàng anh. Chim vàng anh non nha. Giá là 400k một bé luôn. Bằng giá chim bội ha. Đó, nó kêu đã chưa? Kêu như gà con vậy. Đây có hai bé ha. Anh em mua giúp em nguyên tổ nha. Rồi bên này là để em coi coi. Đây, tổ than non đầu tiên ha, có 5 bé. Giá là 350k một bé ha, bán nguyên tổ không có xé lẻ nha mọi người nha. Rồi bên này là tổ thứ hai ha, cũng 5 bé luôn. Và bên này là tổ thứ ba, cũng 5 bé luôn. Đó, ba tổ than cây ha, cái này than cây. Đó, cứ 350k một bé bán nguyên tổ không xé lẻ. Rồi than đất này xé lẻ nè, than đất này có 7 than đất trống ha, xé lẻ thoải mái ha. Giá là 200k nha. Đó, than đất là giá là 200k, xé lẻ thoải mái. Còn than non như thế này là nguyên tổ nha, tại than non như thế này phân biệt chống mái nó rất là khó cho nên là không có xé lẻ ra nha mọi người nha. Rồi bây giờ review che lửa giá mềm 200k đuôi 17 đó, đẹp luôn. Đây một bé ha, bên này hai bé nè, chỉ có 200k thôi nha. Rồi bên này là bên này tới 300k lần, bên này là gần 18 đó, ô số 3 ha. Rồi bên này ô số 4 nè, 18 hơn nhưng mà có một cái ngón giữa không không ôm cầu. Đây đây đây, cái ngón chân bên đây phải ha. Đây nè, để nó quay ra mấy anh xem ha. Đó 18 18 năm đẹp luôn đó. Mà đây đây đó, cái ngón giữa bên đây phải, ngón giữa không bên đây phải có một cái móng nó không ôm cầu ha. Đó, giá cũng 300k luôn. Đây nè, số 3 và số 4 là 300k ha, còn số 1 số 2 là 200k. Bữa nay chỉ có hai bé thôi. Rồi bên này là than mái chuyền đầu mùa ha, giá là 250k. Đây bé này nữa nè, chim chuyền đầu mùa ha, giá là 250k than mái. Rồi than trống nè, than trống là 450k. Đó, chim chuyền đầu mùa luôn. Còn hôm qua được có 3 bé, bữa nay là được 4 bé nè. Đó, này nguyên tổ nó là 4 bé nè. Đó, cái này gọi là một gia đình chè than đó, hai chim trống và hai chim mái. Rồi chim trống là 450k ha, chim mái là 250k đó, để che sơ lại cái. Rồi bây giờ tới chè lửa đuôi dài nè. Hiện tại thì em thấy có một bé chè lửa chuồng số 9 đuôi 19.5, tôm đẹp lắm, tôm lụa luôn, đẹp lắm. Chút xíu review xong, bây giờ review theo cái thứ tự trước ha.
18.5 mini đẹp luôn nè, giá 450k nè, đó 18.5 nha. Có cái từ Việt Nam của mình nó ngộ ngộ lắm, giống như các anh thấy không? Thí dụ như số 5 mình đọc là số 5 đúng không, nhưng mà mình ghép với số 2 vô là 25 chứ không có 20 năm ha. 20 năm ngoài Hà Nội nó kêu là 20 năm đó. Từ Việt Nam mình nó hơi ngộ ngộ ha. Đây chuồng số 2 nè, chuồng số 2 là 18.5 ha, 18.5 nhưng mà nó bị mẻ một lao ha, giá là 400k. Đây nó bị mẻ một cái lao, cái lao phía bên trong tay trái, để canh canh nó nhảy bên hông cái mấy anh thấy à. Đó có một cái lao nó bị mẻ ha. Đó 18.5 ha, chuồng số 2 ha, giá 400k. Móng đầy đủ hết, móng mắt đầy đủ hết. Đây là 18 đuôi tôm nhẹ nè. Giá là 400k luôn. Rồi sáng giờ review sao bị hụt hơi hoài, hết hơi mọi người ơi. Hết hơi luôn rồi. Đó. Mặt bông không, bông này tắm cái là trôi lên nha. Rồi bên này là 18.4 ha, so le xíu thôi, giá cũng 400k luôn. Bằng giá đuôi 18. Đây là chuồng số 4 nha. Bên này là chuồng số 5, bản lớn tôm nhẹ, giá là 500k. Cái này đẹp, cái này đẹp nè mọi người. Đầu tuần xin thêm nè. Đó, cái này đẹp lắm. Đó, đang nằm đây nè. Tôm nhẹ, bản lớn, giá là 500k ha, 18.5. Rồi bên này là 19.4 nè, giá là 700k ha, giá đuôi 19. Đó, đo vậy để cho mấy anh về, mấy anh còn xào chẻ chứ còn thật ra mà nói chứ mấy cái dòng này có 700k, bé cứ 19 là 700k. Đó, đuôi tôm đẹp luôn. Hơi tôm nha, hơi tôm đẹp luôn. Đó, cái dòng này anh em có thể về. Vì sao mà em đo đuôi mà giá nó bằng nhau? Thí dụ 19.5, 19.2, 19.3 gì đó mà tại sao nó 700k nó bằng giá nhau? Tại sao cứ phải đo? Dạ em đo là đo để cho mấy anh về, thí dụ như mấy anh có mua đi bán lại á thì biết được cái chiều dài của đuôi để báo lại với khách ha. Còn ở đây em bán ra là em bán ra bán đồng giá. Đó. Đây 18 năm tôm đẹp luôn nè, giá 500k giống như nãy nè, tôm đẹp dáng sệ nè, cánh sệ chứ quên. Tôm đẹp cánh sệ ha. Đó. Giá 500k nha mọi người nha, 18.5. Đây là chuồng số 7 nha. Rồi bên này là chuồng số 8 nè. Chuồng số 8 là một bên là 19, một bên là 18.5. Đó thì mà đuôi tôm luôn, cũng đuôi tôm luôn ha. Toàn là tôm tôm với tép không à. Hình như là bên em bán chim lửa đuôi tôm nhiều lắm mọi người. Làm như mấy này nó ở sống ở mấy lửa này, hình như nó ở bên Gò Găng á. Ngay chỗ Bà Rịa Vũng Tàu có cái gì á, cái Gò Găng vô này nọ, chỗ mà người ta nuôi tôm nuôi cá rồi nhiều á, lai hay sao á. Đó. Giá chỉ có 550k thôi nha, đuôi 19 ha. Đây đây, hồi nãy em nói sơ với mấy anh cái bé mà 19, cái bé chuồng số 9 á. Đó, bây giờ review tới nó rồi nè. Siêu tôm luôn mọi người. Mà giá chỉ có 700k thôi, đuôi 19.5, bị so le 19.3 đó. Mà đuôi tôm đẹp lắm. Đây. Đó, đuôi đuôi tôm mà đuôi ben lên ha, cánh sẹ rồi ha. Đó. Lên cầu. Đó, thấy chưa? Bên chim này nghe lời em ghê không? Đó, thấy không? Nhìn vô liền nó đang hỏi nè, ai rước nè. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, đây chuồng số 9 nha. Rồi, chết bà rồi. Đây chuồng số 10. Chuồng số 10, 19.7. Đó, một đuôi 19, một đuôi là 19.7. Đó. Ghi cái đuôi dài nhất nhưng mà bán cái giá là đuôi ngắn nhất. Giá chỉ có 700k thôi nha. Đây. Ghi là ghi đuôi dài nhất mà bán giá là bán giá đuôi ngắn nhất cho mọi người nha. Đó, một đuôi là 19, một đuôi là 19.7. Rồi bên này là 19.2 nè, bị so le. Chuồng số 11 ha, 19.2 so le xíu thôi. Để em canh em quay cái góc, nó đang nằm trong góc nè. Em zoom lên cái cho mấy anh ngó cho nó kỹ kỹ giùm em. Rồi, giá chỉ có 650k thôi nha mọi người nha. Rồi, 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 rồi. Em canh nó đứng ở đâu em kê điện thoại ngay đó cái cho mấy anh. Đó, thấy rồi ha, so le xíu xíu thôi chứ không có nhiều đâu ha. Mà đuôi tôm đẹp luôn. Đó, đây là chuồng số 11 nha. Rồi, tổng cộng là 11 chòe lửa chống đuôi dài nha. 11 chòe lửa chống đuôi dài, 4 chòe lửa chống đuôi ngắn, 4 chòe than truyền, 15 chòe than non, 7 than đất non và 2 chim vàng anh và một bé khú mun rồi một chim họa mi. Đó, chim họa mi thì hồi nãy em cũng có báo giá rồi ha, giá là 1,3 triệu. Đó, chim nó bị gãy một cái móng nhưng mà nó vẫn còn cái phao thì vẫn ra được nha mọi người nha. Rồi, bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người.